Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến. Chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cũng như website nhadathoangtien.vn. Để tiếp tục chia sẻ đến cho quý khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng chính chủ. Buổi tối ngày hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý khách hàng một căn nhà phố lai biệt thự rất là đẹp nằm trên trục đường Quang Trung, phường 12 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà. Căn nhà mình có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 17 m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng, 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta là một sân để xe máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà này là hướng chính nam, phù hợp với lại quý khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và giá của căn nhà này là 7 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng. Và căn nhà mình thì nằm trong một cái khu hai dãy chãy nhà lầu đồng bộ, rất là đẹp. Trong khu này thì mình có 5 căn là nhà mới và mình đã bán được 2 căn rồi, chỉ còn lại 3 căn thôi. Chúng ta có một cái con hẻm cụt rất là an ninh và toàn nhà lầu sang trọng, rất là đẹp. Đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà. Chúng ta có một cái con hẻm khá là rộng, chúng ta có thể di chuyển xe hơi ra vào rất là thuận tiện và thoải mái. Và căn nhà của mình thì chỉ cách con đường trục chính của chúng ta khoảng độ 25 m thôi. Và bên ngoài chúng ta có một cái cổng rất là an ninh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một cái bộ cửa được làm từ chất liệu bằng sắt, uốn hoa văn rất là đẹp. Tiếp đến là mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng 2,5 m, chúng ta có thể để xe gắn máy. Và di chuyển vào bên trong là khu vực phòng khách cũng như gara để ô tô. Thì phòng khách chúng ta có một cái bộ cửa cuốn phía bên ngoài và bên trong chúng ta có một bộ cửa 4 cánh bằng nhôm xin pha rất là đẹp. Và bên trên chúng ta có một cái vòm rất là đẹp và sang trọng. Khu vực phòng khách của chúng ta thì căn nhà có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài 17 m, cho nên là phòng khách khá là rộng. Sàn nhà chúng ta được ốp gạch đá bóng kính 80 và hai bên thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng có chắn tế trang trí cũng như treo chúng ta những cái bức tranh rất là đẹp. Và căn nhà của chúng ta là được phun hết toàn bộ nội thất cũng như bàn ăn rồi giường tủ cũng đã được chủ nhà làm sẵn cho chúng ta. Đây là khu vực không gian phòng khách và chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực cầu thang. Khu vực cầu thang của chúng ta thì tay vịn cầu thang cũng như trụ cầu thang được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Và dưới chân cầu thang chúng ta thì chủ nhà có trồng chúng ta những cái cây cây xanh rất là đẹp, cũng như chúng ta có những cái bình hoa. Bên phía tay trái chúng ta có một cái tủ rượu được làm từ chất liệu gỗ gỗ sồi. Và di chuyển vào bên trong là khu vực phòng ăn cũng như khu vực bếp. Khu vực bếp của chúng ta thì chủ nhà cũng đã sắm sẵn chúng ta một bộ bàn ăn 6 ghế. Và tủ bếp, kệ bếp thì được làm từ chất liệu gỗ sồi rất là đẹp. Và cùng với đó là hệ thống đèn trang trí trần thạch cao. Và phía sau thì chúng ta có một cái khoảng sân phía sau. Thì chủ nhà cũng có làm cho chúng ta một cái hòn nam bộ. Và phía bên trên là không gian giếng trời. Một cái giếng trời khá là rộng, được thông từ dưới trên sân thượng xuống dưới trệt. Và chúng ta thấy có những cái cửa sổ mở ra cái khu vực ở giếng trời bên ngoài rất là thoáng và mát. Phía bên chúng ta có một cái lavabo rửa mặt cũng như bên trong chúng ta có một cái nhà vệ sinh.
Đây là khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt này, và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho quý khách hàng chúng ta xem một cái căn nhà khá là đẹp, và chủ nhà đã full nội thất cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, là khu vực tầng lửng của căn nhà chúng ta. Phía bên ngoài tầng lửng chúng ta là cái sảnh, chúng ta thấy là chủ nhà cũng có gắn cho chúng ta mấy cái bức tranh rất là đẹp. Và bên trong là khu vực không gian phòng khách. Phòng khách chúng ta thì chủ nhà cũng đã gắn cho chúng ta một bộ cửa kính cường lực 10 ly. Bên trong thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng có đóng sẵn chúng ta kệ để tivi, cũng như khu vực phía sau chúng ta có những cái tủ rượu ở rất là đẹp. Và phía sau chúng ta có một cái giếng trời để giúp cho cái căn nhà của chúng ta thông thoáng, một cái giếng trời khá là rộng. Và sàn của chúng ta cũng đã được chủ nhà ốp gỗ cho chúng ta. Đây là không gian phòng khách, cũng như rèm cửa cũng đã được chủ nhà may sẵn chúng ta, một cái căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía trên, là khu vực phòng ngủ. Đây là khu vực phòng ngủ số 1 của căn nhà chúng ta. Chúng ta thấy là cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe và bản nguyên khối. Bên trong thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng đã đóng sẵn chúng ta kệ để tivi, cũng như tủ quần áo, và giường cũng đã được chủ nhà đóng sẵn chúng ta. Phía trước chúng ta có một cái bộ cửa hai cánh đi ra ban công, cũng như bên hông chúng ta có một cái cửa sổ để giúp chúng ta lấy gió và ánh sáng. Căn nhà này thì rèm cửa cũng đã được chủ nhà may sẵn chúng ta, cũng như phun toàn bộ nội thất cho chúng ta. Khi chúng ta mua căn nhà này về thì chúng ta chỉ sắm thêm một ít đồ nữa thôi là chúng ta có thể dùng được. Một cái căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và mình sẽ di chuyển lại khu vực nhà vệ sinh. Đây là khu vực nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1. Nhà vệ sinh của chúng ta thì cửa cũng được làm từ chất liệu nhôm xin pha, chất liệu màu trắng. Và bên trong chúng ta có hệ thống lavabo, bàn cầu, cũng như vách ngăn tấm kính và vòi sen tắm massage. Một cái nhà bếp rất là, phòng khách rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 2 của căn nhà. Chúng ta thấy là phòng ngủ chúng ta có một bộ cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe ở bản nguyên khối rất là đẹp. Di chuyển vào bên trong thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng đã đóng sẵn ông ta kệ để tivi, cũng như giường tủ cũng đã được chủ nhà đóng sẵn ông chúng ta. Phía sau chúng ta có một cái khoảng chính trời phía sau, có những cái cửa sổ mở ra phía bên ngoài rất là rộng và thông thoáng. Kế bên chúng ta có một cái nhà vệ sinh, một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà. Mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung, phường 12 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại ngã ba Tân Sơn và Quang Trung. Căn nhà này có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 17 m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta là một sân để xe máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà này là hướng chính nam, phù hợp với lại quý khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và giá của căn nhà này là 7 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng.
Thì trong khu vực này mình có 5 căn nhà mới xây và chúng ta có những cái diện tích khác nhau, cũng như căn nhà mà nhà đất Hoàng Tiến đang quay video cho quý khách hàng xem là có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 17 m. Còn chúng ta còn có mấy căn với cái diện tích là ngang 4 m và độ dài là 22 m. Đây là khu vực phòng ngủ số 3 và mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 4. Thì căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung thì mình có thể di chuyển về trung tâm khoảng 15 đến 20 phút. Còn nếu như chúng ta ra sân bay thì rất là gần, chỉ khoảng 5-7 phút thôi là chúng ta có thể di chuyển là về tới sân bay rồi. Thì căn nhà này nằm rất gần các tiện ích như chợ Phạm Văn Bạch, chợ An Hội, cũng như trường học Nguyễn Du, trường học Nguyễn Công Trứ và Lương Thế Vinh, cũng rất gần với lại siêu thị Copmart, cũng như trên trục đường Phan Rí thì chúng ta có một cái siêu thị Emart cũng đang xây dựng. Với một cái diện tích là ngang 4,5 m và độ dài 17 m, cho nên chúng ta thấy là phòng khách cũng như phòng bếp, phòng ngủ rất là rộng rãi và thoải mái. Đây là khu vực nhà vệ sinh của phòng ngủ số 4. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên phía bên trên là khu vực sân thượng cũng như phòng thờ hoàng giặt và sân thượng trước sau. Đây là khu vực phía sau thì chúng ta có một cái khoảng giặt phòng giặt phía sau, và bên ngoài chúng ta có một cái sân khá là rộng thì chúng ta có thể phơi đồ, cũng như bên trên chỗ đã được chủ nhà che chắn rất là kỹ càng cho chúng ta. Phía trước chúng ta có một cái phòng thờ và bên ngoài chúng ta có một cái sân phía bên ngoài, cũng như căn nhà mình nằm trong một cái khu nhà lầu rất là đẹp. Nếu như quý khách hàng quan tâm đến căn nhà này thì anh nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website nhà đất hoàng tiến.vn. Một lần nữa, nhà đất Hoàng Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách.